đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp theo phong cách tân cổ điển tại trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12. Căn nhà mình thì nằm sát với quốc lộ 1A, cách quận Gò Vấp chỉ khoảng tầm 500-600m thôi. Với diện tích ngang 4m2, sâu 15m, thiết kế một trệt một lầng 2 lầu, sẽ có 3 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ và sân thượng trước. Một căn nhà giá chỉ có 5 tỷ 370 triệu đồng, rất là rẻ nha. Hẻm thông 6m và nằm sát với trục đường chính Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân. Đây thì cách quận Gò Vấp khoảng tầm 500-600m thôi. Sát quốc lộ 1A, đường trước nhà thông bàn cờ đường tầm 6m nha anh chị. Con đường thì rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn. Đây, có đoạn rộng lên phải tầm đến 10m này. Đường thông xe hơi quay đầu. Một căn nhà sổ hồng riêng, chính chủ bán, giá bây giờ chỉ có 5 tỷ 370 triệu đồng và đang cần bán gấp nha anh chị. Thiết kế theo phong cách tân cổ điển, mặt tiền thì được sơn giả đá cột và làm lan can sắt CNC, có hoa văn và mái thái. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt CNC, sắt sơn mạ đồng, chạy đèn LED, rất đẹp nha. Nhà thì xây dựng hết đất luôn, 4m2, sâu 15m, sẽ có khu vực gara đậu ô tô. Thì ra thoải mái đậu được xe hơi bán tải, xe 7 chỗ đây. Sàn gạch 80 và khoảng này dài phải tầm 7m. Ốp sàn gạch rất đẹp và tường thì được ốp nhựa và trang trí giấy dán tường. Có tặng lại sofa, đèn LED và trên thì được sơn nhũ vàng, trần là bố trí đèn chùm thạch cao. Nhà rất đẹp, rất là sang trọng nha. Giá bán chỉ có 5 tỷ 300 70 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm thì alo ngay về tới Nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên hình. Chúng ta sở hữu căn nhà đẹp này. Bên này chúng ta có tủ giày dép, non bảo hiểm này. Nhà sổ hồng riêng, sổ hồng hoàn công đầy đủ rồi. Khá chi là rẻ nha anh chị, 5 3 70. Anh chị có thể mua đầu tư được. Căn nhà rất đẹp, rất là sang trọng luôn. Chúng ta cùng em di chuyển vào bên trong. Đây chúng ta sẽ có bộ tủ rượu gỗ sồi này, và làm giật cấp lên cao khoảng tầm 10-15 phân. Trụ và tay vịn là gỗ gò đỏ, ốp đá Ấn Độ. Tặng lại bàn ăn ở trên này, bàn ăn 6 ghế, mặt đá. Và tường thì được ốp gạch cũng như ốp nhựa PVC rất đẹp. Trần chúng ta sẽ được sơn nhũ vàng theo kiểu tân cổ điển, kiến trúc Pháp rất là sang trọng nha anh chị. Tủ gỗ sồi, có ngăn để tủ lạnh, dán kính và ốp đá đầy đủ nha. Căn nhà thiết kế rất đẹp, bên quận 12, sát với quận Gò Vấp và giá tiền giá khá chi là rẻ thôi. Phòng sau thì giếng trời chúng ta có ốp gạch và có trồng cây xanh cũng như là đèn LED và có khoảng giếng trời rất là thoáng nha. Nhà này thì có cửa sổ phía sau. Đây, toilet thì 4 cầu khối, vòi tắm sen thuyền, gạch ốp cao lên hết tường luôn. Căn nhà rất tuyệt vời, rất đẹp mắt, giá thì rẻ. Anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới Nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta sở hữu căn nhà giá rẻ này. Dưới tầng trệt thì thiết kế rất đẹp nha anh chị. Trần sơn nhũ vàng và có thạch cao đen chùm. Nhà thì đường thông, vị trí tuyệt vời cho anh chị nào muốn mua ở, làm văn phòng công ty, buôn bán mỹ phẩm online. Di chuyển lên trên đây sẽ là tầng lửng. Tầng lửng thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch giả gỗ nha, có cửa kính cách âm, rất đẹp, rất là sang luôn. Trần thạch cao đèn chùm này, có toilet ở đây luôn nha anh chị. Và cửa sổ ra ngoài. Đây sẽ là khu vực phòng khách, hoặc là anh chị nào muốn bố trí làm phòng karaoke cũng được. Đây nhà chủ nhà có thiết kế nhà vệ sinh và giếng trời ra sau. 4 cầu khối đầy đủ hết nha. Anh chị nào đang xem kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới bên em. Hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1. Nhà thì xây rất chắc chắn và bền đẹp,
Có sẵn wifi luôn rồi. Trên này nó có hai phòng ngủ, hai toilet riêng, có giường, tủ quần áo đầy đủ, chưa có máy lạnh. Đi sẵn được máy lạnh rồi. Cửa ra ban công là cửa nhôm sinh pha, rèm cửa ban công đúc 1m2. Nhà rẻ nên em quay cả buổi trưa luôn nha. Giá này chúng ta có thể mua đầu tư được. Nhà giá rất êm. Bồn cầu khối này, ngoài 8 sen thuyền, gạch ốp cao lên hết tường. Phòng ngủ số 2 thì cân đối với phòng ngủ số 1 luôn, hai phòng gần như là bằng nhau. Phòng này có kệ tivi, tủ và giường. Sau thì có cửa ra ngoài, rất thoáng, cửa ra ngoài. Phía sau làm hở rất thoáng luôn. Nhà thì rất đẹp, giá tiền rẻ, hợp lý rồi. Anh chị cô chú nào xem được video thì hãy nhanh tay alo ngay về tới bên em Hưng để được sở hữu căn nhà giá đầu tư này. Căn nhà thiết kế rất đẹp theo kiểu tân cổ điển, nằm sát bên Gò Vấp, giá thì rẻ. Ta cùng em di chuyển lên khu vực phòng ngủ số 3, phòng thờ và sân thượng trước. Phòng ngủ số 3 thì tòa lại số 5 thì cũng giống như bên dưới nha. Đây, cũng được làm trang trí giống y luôn. Đấy, giống y luôn nha. Phía ngoài này là khoảng phòng thờ, 3 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 sân thượng trước cho chúng ta giặt phơi đồ. Phòng thờ nhá. Sân thượng trước chúng ta giặt phơi đồ thì đã được ốp gạch sạch sẽ rồi này. Đấy, làm rất là kỹ, rất là chắc chắn luôn. Có cầu thang cho ta di chuyển lên sân thượng trên. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo.